Thì quý cô chú anh chị ơi, mình vừa cúng xong thì mình vừa thấy ông xuất hiện luôn. Dạ con xin chào ông ạ. Thì ông ơi, ở lần trước đó thì con, dạ, con quỳ được. Thì ở lần trước con có cúng cơm ở đây thì con cũng được một người chị nhờ cúng cơm cho ông. Đó thì chị tên là, chị này là tên, cái pháp danh của chị là Hạnh Liên đó, có mời, có gửi lời mời cho con, nói nhờ, nói lại với ông là chị có lời mời ông đến để chị có thể cúng cơm cho ông, thì cũng rất là mong ông sẽ đến gặp chị một lần vì chị rất là ngưỡng mộ ông ạ. Đó, cho nên thì hôm nay con cũng được một lời của một người chị nhờ con giúp cúng cơm cho ông tại đây. Thì xin ông hãy dùng những phần con đem đến, phần cơm con đem đến nè, và ông có thể gia hộ giúp đỡ cho chị được mua may bán đắt đó, và gia đình và sức khỏe bình an nha ông. Dạ con cảm ơn ông. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trầm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì hiện bây giờ Nguyên Trầm đang ngồi ở căn nhà. Thì hôm nay đặc biệt một điều thì mình cũng đến đây và hôm nay mình cũng cúng cơm chay giúp cho một người chị. Thì nói chung thì mình xin nói tên của chị lên, thì mình xin cúng giùm chị Vi cả nhà. Thì quý cô chú cũng đã biết thì ở trên của kênh của Nguyên Rờm thì trong cái thời gian này thì Nguyên Rờm cúng vừa ở nhà và vừa ở miếu luôn, thì ăn thu quý cô chú anh chị. Nếu muốn Nguyên Rờm cúng ở tại nhà thì Nguyên Rờm sẽ cúng ở tại nhà, còn muốn Nguyên Rờm cúng ở miếu thì Nguyên Rờm sẽ đến miếu và cúng nha cả nhà. Thì hiện bây giờ thì mình cúng cho ông thì ở miếu, thì ông cũng xuất hiện ở đó và ông cũng đang ở nhường chị trong cái căn nhà này vì những cái lời thầm thầm khấn của quý cô chú anh chị mình đó, thì ông điều chứng và gia hộ cho quý cô chú anh chị mình. Thì Nguyên Rờm xin phép quay cái cơm chay và trái cây vì thì Nguyên Rờm đã chuẩn bị cả nhà. Chạy đây này cả nhà. Thì hôm nay thì Nguyên Rờm đặc biệt cũng chuẩn bị một tô canh và một chén ấy, một dĩa bánh hỏi chay, với lại một dĩa đồ xào mặn, nói chung là đồ chay hết, với lại trái cây với hoa đó. Thì hôm nay mình cũng đặc biệt cúng ở tại nhà. Thì ở những cái lần trước thì ông có nói là ông sẽ khi mà mình cúng thì ông cũng vẫn ở trong đây. Với lại thêm một cái vấn đề này nữa cả nhà, thì quý cô chú anh chị mình cũng đã biết cái bộ bàn ghế này thì lần trước khi Nguyên Trầm cũng đã có nói rồi, thì của một người chị đang gửi ở đây. Thì trong chắc có lẽ 2 3 hôm gì nữa thì nhà của chị xong, chị sẽ qua và lấy cái bộ bàn ghế này lại vì chị gửi đây cả nhà. Đó thì sẵn đây thì Nguyên Trầm cũng xin toàn thể quý cô chú anh chị mình, nếu Nguyên Trầm đang có ý định là sẽ mua một bộ bàn ghế mới để ở đây để cho ông có thể xuất hiện, nhiều khi mình cúng ông có xuất hiện ông ngồi ông ăn rồi đó cả nhà, cho nó sạch sẽ hơn đó. Thì hiện bây giờ thì ông Trầm cũng đã có được một số tiền rồi nhưng vẫn còn đang thiếu, còn thiếu khoảng chừng 3 4 triệu gì đó. Thì nếu quý cô chú anh chị mình muốn chung tay góp sức với ông Trầm để hùng vào và mua cho ông được cái bộ bàn ghế để ông ngồi, thì quý cô chú anh chị mình hãy liên hệ với Nguyên Rờm nha. Nguyên Rờm chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú mình. Thì ok, thì bây giờ Nguyên Rờm chỉ quay sơ vậy thôi cả nhà. Thì Nguyên Rờm xin phép tạm ngưng để mình đặt cam và mình cúng cho ông nha cả nhà.
Thì ok cả nhà ơi, thì mình cũng đã chuẩn bị coi như là cơm nước là trái cây này gọn ghẻ hết cả nhà. Đó thì bây giờ con rồng sẽ tiến hành con rồng cúng nha cả nhà. Thì cũng rất là mong hôm nay là con rồng cúng ở đây thì ông sẽ xuất hiện và dùng đồ cúng và gia hộ cho quý cô chú anh chị mình được sức khỏe an khang nha. Bây giờ con rồng tiến hành cúng nha cả nhà. Thì cũng như những lần trước thì mình cũng đã chuẩn bị một cái tờ giấy ở đây để mình khấn và mình trình lên cho ông, để cho ông xem ông có thể có nếu hữu duyên thì ông sẽ giúp đỡ và gia hộ cho cái lời cầu khấn của mình trong đây nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ơi, mình vừa cúng xong thì mình vừa thấy ông xuất hiện luôn. Dạ con xin chào ông ạ. Thì ông ơi, ở lần trước đó thì con á. Dạ, con quỳ được. Thì ở lần trước con có cúng cơm ở đây. Thì con cũng được một người chị nhờ cúng cơm cho ông. Đó thì chị này là tên cái pháp pháp danh của chị là Hạnh Liên đó, có mời, có gửi lời mời cho con, nói lại với ông là chị có lời mời ông đến để chị có thể cúng cơm cho ông, thì cũng rất là mong ông sẽ đến gặp chị một lần vì chị rất là ngưỡng mộ ông ạ. Đó, cho nên thì hôm nay con cũng được một lời của một người chị nhờ con giúp cúng cơm cho ông tại đây, thì xin ông hãy dùng những phần con đem đến, phần cơm con đem đến nè, và ông có thể gia hộ giúp đỡ cho chị được mua may bán đắt đó, và gia đình và sức khỏe bình an nha ông. Dạ con cảm ơn ông. Biến mất luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Thì mình thật sự là ông quá quá là hiển linh luôn cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì hiện bây giờ thì Nguyên Rồng cũng đã cúng xong và cũng đã trình với ông. Thì bây giờ Nguyên Rồng xin phép đốt tờ giấy nha cả nhà. Thì ông cũng đã nghe rồi, thì bây giờ mình phép đốt tờ giấy.
nha. GM xin phép tạm rời khỏi camera nha. Quý cô chú anh chị mình quan sát xem ông có xuất hiện về đường cơm nữa hay không nha cả nhà.
Ây da. Ây da. Ok cả nhà, thì sớm giờ thì Nguyên Rồng cũng đã cúng xong và Nguyên Rồng đi ngoài, thì không biết là quý cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy ông xuất hiện và dùng cơm hay không cả nhà. Thì hôm nay, đặc biệt hôm nay thì ở đây xung quanh đây thì cũng có người ta đang làm nhà ở bên cạnh, thì đôi khi cũng nói chuyện ồn ào, thì cũng rất là mong được sự thông cảm của quý cô chú anh chị mình nha. Đó thì hôm nay Nguyên Rồng cúng ngay cái khung giờ mà anh em công nhân vẫn đang làm, cho nên là cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình thông cảm. Thì cả nhà, thì nếu mà quý cô chú anh chị mình xem mà có thấy ông xuất hiện và dùng cơm thì quý cô chú anh chị mình hãy comment ở bên dưới cho Nguyên Rồng biết nha. Thì đến đây thì Nguyên Rồng xin khép video lại. Thì cuối video lúc nào Nguyên Rồng cũng xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.